Hello cả nhà nhá, à, với hiện tại đang ở miếu Cam Hảo. Miếu Cam Hảo thì có từ lịch sử xa xưa cả nhà nhá. Nay à, phải đến thấp lịch sử cùng với anh chị em ban tổ chức. Đây để thắp nhang cầu phúc. Tôi sẽ review cho cả nhà những cái gì sự chuẩn bị của người dân ở làng Cam Hảo này. Họ chuẩn bị những cái đồ ăn đồ cúng như thế nào cả nhà nhé. Thắp nhang cầu phúc ra sao nhé. Đây ở bên mình là rất là sáng sớm thì bà con họ đã làm thịt lợn và nấu những các cái món ăn sẵn ra chín rất là ngon. Đây nấu theo kiểu phong cách người Tày Nùng mình ở. Các cái món như là lòng luộc xào này. Đây, sườn kho phải quắt nhá. Như ở đây là món thịt vịt hay thịt gà cho em gà. Thịt gà đẹp. Món đây là món là miền Nam gọi là gà cày. Đây là chân giò nấu với lá mắc mật. Đẹp. Món này là món hăng bán này món này thịt đầu à nửa thu mua thịt đầu. Ở đây nấu ăn xong là cúng bái. Đây làng họ đóng tiền nó là mỗi nhà bao nhiêu đó. Xong rồi họ chia nhau từng túm thịt đây. Mỗi gia đình một túm rồi nhà này. Mỗi gia đình một túm như này đây. Giờ cái miếu thì rất là đơn giản. Chúng ta đều biết là miếu thì mang rất lịch sử, thờ cũng rất là linh thiêng. Các đời xa xưa, các cái món như là tiết canh cũng rất là đơn giản. Mình cúng miếu chứ không có giống như mà chùa Phật thì họ cũng mang cái độ nó phức tạp hơn, là nó có bày vẽ trưng bày, đặc biệt là về vấn đề vật chất thì ở bên chùa thì họ cũng rất là ghê. Nhưng người Tày Nùng thì cũng miếu thôi thì nó thực chất là cũng thần linh, cũng một cách đơn giản nhất, cũng giống như là cái cách sống của người Tày Nùng mình ở quê hương, cách sống đơn giản, không có thực chất là quá cầu kỳ hoặc là phải mổ lợn mổ heo rồi vàng bạc cái nọ thế kia đâu. Chủ yếu là tấm lòng. Cái miếu này là mỗi một năm mình thắp nhang một lần hay là hàng tháng thắp nhang em nhỉ? Thế thì hàng tháng họ có ấy không nhỉ? Có hay là 10 năm hay hàng tháng hay là cái ngày gì ngày Tết gần nhất họ có mở cửa và họ quét chuyện không? Có chứ. Ừ, làng có đấy nhỉ? Làng chắc phải giao cho một ông nào để quản lý hay là chăm sóc ví dụ thế đúng không? Mà cái miếu cả nhà biết là xây rất đơn giản. Cái này là họ xây bằng đất đúng không? Đất vôi, bùn vôi, bùn vôi với đá cả nhà. À đất vôi đúng không? Đất này tượng trưng với vôi cả nhà. Tức là bây giờ thì họ xây hiện đại, nhưng xây hiện đại thì nó không mang tính chất cổ nữa. Cái sự linh thiêng cũng như là nó có một cái gì đó cổ đại. Còn là các gỗ đây là gỗ nghiến hết cả nhà này. Khung thì bằng gỗ nghiến hết.
còn xây xung quanh thì là xây bằng đá. Bằng đá và đất vôi. Chúng ta đều rất là vất bùn và pha với vôi là ngày xưa thời ông cha ta thì toàn toàn xây như thế này đây. Tức là người miền núi thì ít xây lắm, nhưng mà ở miền xuôi họ nhìn chung là hồi xưa xây bằng bùn vôi cả nhà. À, hình như là còn có một cái năm mà họ làm những đây. Đây, 1934 là cái miếu này được xây dựng năm 1934 cả nhà nhé. Bao nhiêu bạn ông mà vậy? Thịt lợn từ ở nhà mang đây họ nấu ăn. Chị áp áo lên rồi. Áp áo lên nhỏ là không đi đâu. Áp áo là lớn lắm đi. Keo áp áo quay keo mấy cái keo cho keo xem mấy cái này của tay mình xem ai mà xem.